Các bạn hay đi mua lại đồ cũ để dùng, chẳng may mà nghe xong câu chuyện này thì đừng lấy làm lo sợ nhá. Nhưng tất nhiên có cẩn thận thì vẫn hơn, vì của rẻ đa phần đều là của ôi mà. Xin chào các bạn, lại là mình, cô bé Hà Nội của Kể Chuyện Đêm Khuya đây. Câu chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi và chẳng biết chính xác là từ năm nào, nhưng nó được truyền miệng qua nhiều thế hệ và chắc có lẽ từ đời các ông, các bà, các cụ. Và thi thoảng ông ngoại mình vẫn kể lại, thực hư thế nào thì cũng chưa tỏ. Nhưng qua câu chuyện này, ông luôn răn bọn mình mua lại đồ cũ thì cứ nên cẩn trọng. Câu chuyện xảy ra từ cái thời kinh tế đất nước vẫn còn vô cùng khó khăn và nghèo đói. Ấy là câu chuyện của nhà ông Lâm bà Hoài. Chuyện là sau khi tích cóp gần cả một năm trời thì ông bà này cũng dành dụm được một món, nói chung là kha khá, để đi mua sắm bàn ghế cùng với cả một cái giường mới. Ngày ấy thì xe cộ còn hiếm lắm, không như bây giờ đâu, nhà nào cũng có xe máy rồi. Nhưng mà hồi đấy ạ, trong làng lác đác cũng chỉ có vài người có cái xe Phượng Hoàng là kinh lắm rồi. Ông Lâm đi sang bên nhà ông Toàn để thuê cái ông này trở lên huyện mua đồ. Ông Toàn này trước giờ vẫn được mọi người tin tưởng bởi rất am hiểu về các loại đồ gỗ. Hôm đó hai người lên thẳng quán nhà lão Hợi để mua. Nghe đâu lão này tuy cửa hàng mới mở chưa lâu nhưng lại bán toàn đồ tốt, giá rẻ. Khi vừa nhìn thấy hai người, lão này đã vội ra đon đả chào đón. Lão mới liên tục giới thiệu hết bộ này bộ khác. Nhưng ông Lâm nghe vào tai này thì lại tuột ra tai kia, cũng chẳng biết chọn cái nào cho ưng ý cả. Và sau cùng ông này mới hỏi qua ý kiến của ông Toàn, thì ông ấy mới chỉ tay về chỗ có một cái giường cùng với một bộ tràng kỷ trông khá là cũ, không mấy bắt mắt. Tuy nhiên bởi vì tin tưởng nên ông Lâm cũng thử bước tới đấy xem sao. Ông Toàn bảo là nhìn cái này thì cảm giác là trông khôn, chứ nó không kiểu bị tàu tàu dại dại như những cái kia. Ông Lâm chẳng biết mô tê gì, cũng cứ gật gù tấm tắc cho là đúng. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ thì ông này ông thấy trên đấy có những vết xước khá lớn lộ ra, giống như là mới chỉ được đánh vét ni lại. Lão Hợi bấy giờ thì lão cũng nói thật, lão bảo cái bộ bàn ghế này là lão mua lại của một người quen. Tuy là đồ cũ thôi nhưng mà lão khẳng định nó được làm bằng gỗ gụ 100%. Hơn nữa lão còn bảo những cái bộ thế này không phải cứ muốn mua là mua được ngay đâu. Lúc trước gia đình kia họ phải đặt rồi chờ đến cả tháng trời mới có hàng. Nghe vậy ông Lâm đã thấy khoái lắm. Hơn thế nữa, sau khi hỏi giá thấy cũng cực kỳ hợp lý, đồ vừa tốt, giá lại rẻ thì tội gì người ta không mua đúng không? Ngay sau đấy, ông này lập tức xuống tiền rồi rước cả giường, cả bàn ghế về nhà. Hôm đó về nhà, ông này còn mổ hẳn cả một con gà, làm một mâm cơm để mời ông Toàn cùng các anh em người nhà tới ăn. Cái hồi xưa ấy thường là như thế, chỉ cần là trong nhà mua được cái tivi hay là một bộ bàn ghế thì mọi người đều làm mâm cơm thắp hương gia tiên rồi là mời anh em trong nhà đến để chung vui ấy. Thế nhưng mà cũng kể từ cái hôm mua về hai cái thứ ấy thì nhà ông Lâm xảy ra hàng loạt những câu chuyện lạ lùng ma quái mà không tài nào giải thích nổi. Đầu tiên là sự việc của con bé Rơm. Đó là một đứa trẻ con hàng xóm, nó qua nhà ông chơi và chẳng hiểu sao lúc bước vào chỗ cái giường, vừa trèo lên thì nó lập tức khóc thét lên một cách khó hiểu. Cho dù người lớn có dỗ thế nào, nó cũng không chịu nín. Nó liên tục chỉ tay về chỗ cái giường, bảo là phía bên trong có người nhìn sợ lắm. Mặc dù trong đó lúc này chẳng có ai cả. Và kỳ lạ là sau khi vừa bế nó tới ra cổng thì nó lập tức nín hẳn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Khi ấy, những người có mặt ở đó thì họ đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà cái lời nói của trẻ con mà, mọi người cũng không có mấy để tâm đâu. Thế nhưng bà của con cái Rơm thì khác. Bà ấy tin rằng trẻ con nó rất khác so với người lớn. Thậm chí bà ấy cho rằng bọn trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy được. Và trong thâm tâm bà nghi ngờ cái giường nhà bà Hoài kia khả năng đã có vấn đề. Nhưng điều ấy hết sức nhạy cảm nên bà này cũng chẳng dám nói ra. Chỉ là cũng từ hôm đấy, bà tuyệt nhiên không có bế con bé Rơm sang chơi thêm một lần nào nữa. Và sau sự việc đó lại đến câu chuyện kinh dị mà bà Hoài tận mắt chứng kiến nha. Hôm đó trong lúc đang lau dọn bộ bàn ghế thì đột nhiên bà thấy có một vệt bàn tay màu đỏ in hẳn rõ mồn một ngay chỗ cái tay nắm. Lúc ấy bà ngạc nhiên lắm, bởi bà nhớ rõ lúc đem bộ bàn ghế này về, bà đã lau dọn hết sức cẩn thận, nhìn đi nhìn lại cũng không hề có vết bàn tay nào như vậy, thì chắc chắn nó mới xuất hiện mà thôi. Lúc ấy bà chỉ nghĩ là chắc có ai đó qua đây chơi, tay bẩn rồi nắm vào đấy mới khiến nó thành ra như thế. Có điều sau khi tiến lại gần, thậm chí bà còn ngửi thấy một cái thứ mùi gì đấy nó tanh tanh, ngai ngái cứ y như mùi máu phát ra từ dấu vết của cái bàn tay kia. Và điều này khiến cho bà Hoài cảm thấy lo lắng và vô cùng sợ hãi. Bà ấy lấy rẻ dấp nước vào rồi kỳ đi kỳ lại những vết bàn tay, nhưng mà cái vết đấy nó vẫn trơ trơ mà không sạch. Và nếu cứ để như vậy thì trông sẽ rất là mất thẩm mỹ. Lát sau bà ấy chạy xuống bếp, cầm con dao rồi bước lên nhà để cạo đi cái vết bàn tay kia. Và những cái lớp bột đỏ cộng với vernix chỗ đó được bà này cạo sạch sẽ.
Sau khi đem đổ ra ngoài vườn, lúc vừa bước vào thì ngay lập tức bà Hoài lại như chết sững. Bởi lúc này, cái vết bàn tay đỏ lòm kia nó lại một lần nữa hiện ra. Quá kinh hãi, bà lập tức chạy thẳng sang bên nhà bà Lý, là mẹ chồng của bà. Thế nhưng lúc hai người quay trở lại đó, thì cái vết bàn tay kia lại biến mất. Cụ Lý nghĩ rằng chắc là con dâu hoa mắt nhìn nhầm. Cụ còn lầu bầu mắng cho nó một trận về cái tội hoang tưởng. Lúc này bà Hoài cũng không biết giải thích ra làm sao. Thậm chí chính bà cũng hồ nghi, không biết liệu có phải mình bị hoa mắt nhìn nhầm hay không nữa. Mọi thứ trong nhà bà lúc này diễn ra đều không theo những quy luật bình thường. Nó kỳ dị, bất thường một cách rất khó hiểu. Và sau khi cụ Lý ra về, lúc bước vào trong nhà, bà Hoài lại cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả. Bà ngồi trên cái bộ bàn ghế một lúc là đầu óc tự dưng xây sẩm choáng váng. Lúc đi ra ngoài thì cảm giác ấy ngay lập tức biến mất, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một cái ảo giác thôi. Sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho bà bắt đầu nghi ngờ cái bộ bàn ghế cùng chiếc giường mà ông Lâm mới mua đúng là có vấn đề. Tuy nhiên bà không dám nói cho ông Lâm biết, bởi ông còn đang sung sướng khi mới mua được một cái thứ đồ tốt. Lúc này nói ra thì chẳng khác nào bà dội một gáo nước lạnh vào đầu ông chồng. Chưa kể, ông này chắc chắn sẽ không tin mà còn mắng cho bà một trận giống như là mẹ chồng của bà vậy. Và vào buổi tối ngày hôm ấy, trong lúc ông Lâm cùng với thằng Út sang bên nhà hàng xóm để xem nhiều tivi, bà Hoài ngồi rúc rơm nếp ở trong đầu hè, còn thằng lớn thì học ở trong buồng. Lúc đang ngồi học, bỗng nhiên thằng lớn cảm thấy một cơn gió lạnh buốt lùa ngang qua sau gáy, khiến cho nó rùng mình mà nổi gai ốc. Nó quay mặt lại nhìn thì chẳng thấy có điều gì khác lạ, nhưng cái sự lạnh lẽo ấy cứ bủa vây, cái cảm giác giống như nó đang ngồi trong phòng băng ấy. Nghĩ là do quạt thốc vào sau lưng nên mới lạnh, nó bèn ngồi dậy rồi tắt đi. Thế nhưng cái cảm giác ấy vẫn dường như không bớt. Đúng lúc thằng bé đang chưa hiểu chuyện gì thì bất chợt phía sau lưng có một cái tiếng ho khụ khụ vang lên, làm nó giật nảy mình. Nó ba chân bốn cẳng tức tốc lao vội ra ngoài đầu hè rồi nói với mẹ: "Mẹ ơi, khi nãy mẹ có nghe tiếng gì không? Hình như ở phía bên trong buồng của con có người vừa ho hay sao ấy." Bà Hoài đang rút rơm cũng ngừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cái thằng này, mày nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Buồng nào có người? Trong đấy chỉ có mình mày chứ còn ai nữa." Thằng bé quả quyết: "Không mẹ ơi, khi nãy con rõ ràng nghe thấy có tiếng người ho. Hình như nó giống giọng của một ông cụ thì phải. Hay là mẹ đi vào với con xem như thế nào đi." Nghe nó nói thì nói thật, bà Hoài cũng nổi gai ốc, nhưng trước mặt con bà vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Sau khi bước vào trong đó kiểm tra, nhìn đi nhìn lại, hai người cũng chẳng thấy có ai cả. Lúc này bà mới bảo: "Đâu, làm gì có ai đâu. Mày chỉ được cái vớ va vớ vẩn. Thôi học tiếp đi." Mặc dù sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng cái cảm giác lo âu sợ hãi vẫn không cách nào vơi bớt. Ngoài những điều lạ xảy ra không tài nào giải thích, bà Hoài còn thấy dạo gần đây đồ ăn thức uống trong nhà mình ôi thiêu rất nhanh. Chỉ cần bỏ ra ngoài nửa ngày là đã thiêu rớt mà chảy cả nước. Đành rằng thời tiết lúc này nóng nực, nhưng cũng không thể ôi thiêu nhanh tới vậy. Tình trạng sức khỏe của bà Hoài cứ mỗi lúc một kém. Bây giờ mỗi khi phải ở trong nhà một mình là bà luôn có cảm giác lo âu mà sợ hãi. Và kỳ lạ là bầu không khí trong nhà luôn luôn lạnh lẽo một cách khó hiểu. Kể cả giữa lúc trưa nắng, bà vẫn phải đắp chăn vì thi thoảng cứ bị rùng mình vô cớ. Đêm ngủ lâu lâu, bà lại nghe những cái tiếng bước chân lịch bịch giống như có người đi lại. Và nhiều lần bà nói, nhưng ông Lâm chồng bà vẫn không tin. Và rồi đỉnh điểm của sự việc là vào một đêm mưa gió, hôm ấy nằm ở trên giường mà bà thấy nó cứ chật chội bức bách một cách khó hiểu. Mặc dù cái giường này khá rộng, lại chỉ có hai người nằm, mà bà sao cứ cảm thấy nó ngột ngạt và khó thở quá. Bà lăn qua lăn lại rất lâu. Lúc vừa thiêu thiêu thì đột nhiên cảm thấy cả người nặng trịch như bị đá đè, không sao nhúc nhích nổi. Bà sợ hãi muốn cầu cứu ông chồng đang nằm ở bên cạnh, mà miệng bà chỉ ú ớ không sao thốt ra được thành tiếng. Cho đến khi hai mắt bà vừa hé mở thì đập vào mắt là một hình ảnh hết sức kinh dị ma quái. Ấy là hồn ma của một ông cụ nhìn trông già nua. Da mặt của hắn ta nhăn nheo, đôi mắt mờ đục sâu hun hút. Nhưng kinh hãi nhất chính là chỗ bộ râu cùng ria mép của ông này dính đầy những vết máu đỏ lòm còn đang không ngừng chảy xuống. Bà Hoài kinh sợ muốn đứng tim, và rồi bà ngất lịm ngay lập tức không biết gì cả. Đến sáng ngày ra thức dậy gọi mãi không thấy bà thưa thì ông Lâm mới hốt hoảng. Ngay lập tức ông gọi xe để đưa thẳng bà lên bệnh viện cấp cứu. Kỳ lạ là mặc dù đã làm tất cả các loại chiếu chụp xét nghiệm mà bệnh viện cũng không sao tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên họ vẫn giữ bà lại để theo dõi thêm một thời gian. Tối hôm ấy, cụ Lý là mẹ chồng cũng sang nhà ông Lâm ngủ để trông nom giúp. Mấy đứa trẻ thì gửi qua bên nhà ông bà ngoại. Cái đêm hôm đó, lúc đang ngủ
thì cụ Lý giật mình choàng tỉnh. Cụ nghe rõ một một âm thanh của một lão già ho lụ cụ, giống như là người bị bệnh lao lâu ngày ấy. Và với tuổi đời già dặn từng trải của mình, ngay lập tức cụ Lý nghĩ đến có người đang khuất mày khuất mặt hiện diện ở đây. Cụ ngồi bật dậy bật điện, kế đó bước lại chỗ bàn thờ rồi thắp nhang khấn vái. Đến lúc vừa tắt điện thì cụ bà nhìn thấy hình ảnh một ông cụ đang ngồi lù lù ngay chỗ bàn uống nước. Cụ Lý kinh hãi hét lớn, sau đấy lập tức khóa chặt cửa nẻo rồi chạy thẳng về nhà mà không dám quay lại. Và sau khi câu chuyện đến tai ông Lâm thì ông biết chắc chắn rằng mình đã mua phải đồ của người chết. Ông này tức tối lao lên quán nhà lão Hợi bắt đền, quyết làm cho ra nhẽ. Hai người lời qua tiếng lại, cãi cọ một hồi lâu, được hàng xóm láng giềng ngăn cản, thì cuối cùng ông Lâm cũng chẳng làm gì được lão này. Lúc đi qua chỗ cái quán nước gần đó ngồi xuống, ông mới được bà cụ bán nước kể lại rằng cái lão Hợi này này là chuyên mua đồ của người chết để bán lại. Cái bộ bàn ghế cùng cái giường ấy chính là lão này mua lại được từ nhà của một ông cụ mới mất gần đây, mà cái lão Toàn lại chuyên ra môi giới đổ gỗ cho nhà lão Hợi. Đến lúc này thì ông Lâm không còn nghi ngờ gì nữa, ông định về đốt quách bộ bàn ghế đi, nhưng mà ông lại tiếc quá. Sau cùng bà Lý dẫn ông ra chùa, rồi là gia đình phải thỉnh sư thầy để về làm lễ giúp. Ông mình kể là đợt đấy sau 3 ngày làm lễ cầu siêu liên tục ấy, thì từ đó mọi chuyện ma quái kia mới chấm dứt. Tuy nhiên cũng sau cái vụ ấy thì dân làng không ai dám nhờ cái lão Toàn trở đi mua giúp đồ thêm bất kỳ một lần nào nữa. Gia đình các bạn có từng gặp những câu chuyện như vậy không? Nhớ kể cho cô bé Hà Nội cùng nghe với nha.